Hello, chào mấy em nha. Thật sự hôm nay tôi khá là bận bởi vì tôi chuẩn bị phải đi học lại ở ở trường. Bên đây nó mới kết thúc giãn cách xã hội trở lại nè. Cho nên là bây giờ hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải đến trường để học, nhưng mà thôi còn 2 tiếng nữa mới học, cho nên là tôi tranh thủ chút xíu tôi làm cái này để hướng dẫn mấy em phần speaking với writing của bài thi đầu vào mà dạng IELTS. Bởi vì nếu mà không tranh thủ làm thì tôi sợ là các em sẽ không có cái lời hướng dẫn kịp thời ha cho bài thi đầu vào của mấy em. Thì đây nè mấy em, đây là đề thi writing ha. Và đó, em nhìn sơ sơ trước đi ha. Rồi và dưới đây là đề thi speaking. Đó. Rồi, bây giờ như thế này. Thi đầu vào của mấy em á, tôi nói sao mấy em ráng đạt bao nhiêu ha. Từ 3 chấm đổ lên đúng không? Thì cái điều đầu tiên mấy em nên an tâm đó là đối với mục tiêu 3 chấm cho phần viết và phần nói này á thì hoàn toàn không có gì cao siêu hết ha. Người ta yêu cầu rất là đơn giản, người ta chỉ tôi có thể nói như thế này, các em mà đọc đề mà hiểu được đề á, hoặc là nghe câu hỏi ở phần speaking mà hiểu được á thì coi như mấy em đã có được 3 chấm rồi ha. Thậm chí mấy em cũng hiểu tương đối khoảng 80% thôi là mấy em cũng 70% thôi là mấy em đã có 3 chấm rồi. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì cái năng lực của mấy em để mà nghe và đọc hiểu được 70-80% đó thì cũng cũng thể hiện là mấy em sẽ viết hoặc là nói được ở cái một mức độ nào đó ha, đủ từ 3 chấm đổ lên. Mấy em bây giờ lên mạng thì người ta sẽ hướng dẫn làm sao để đạt speaking writing 6 chấm 7 chấm thôi, cái đó mấy em không quan tâm thôi, cái đó của mấy người mà chuẩn bị ra trường. Còn bây giờ các em đầu vào thì nhắm 3 chấm đổ lên thôi nha. Rồi làm sao để được cái mức đó đây thì có một số lưu ý sau đây. Đối với phần writing này á, mấy em đầu tiên mấy em để ý nè ha. Writing thì nó sẽ có hai phần, phần 1 chiếm 20 phút ha, mấy em sẽ viết trong vòng 20 phút. Người ta sẽ không có nói là người ta không bắt mấy em phải viết trong vòng 20 phút, nhưng người ta cho cái đề writing bắt mấy em viết trong vòng 1 tiếng ha. Thì cái phần 1 là viết trong vòng 20 phút. Rồi phần 2 này, phần bài 2 này mấy em viết trong vòng 40 phút. Thì điểm nó cũng tương tự ha, điểm của phần task 2 này nó sẽ gấp đôi điểm phần 1. Thì tôi khuyên mấy em vừa vô nhào vô viết phần task 2 trước ha, bởi vì cái phần 1 mấy em học chưa có học AE quá, không biết viết ha. Mà tôi hồi cũng chỉ luôn, viết sơ sơ chứ sao không bỏ được. Rồi, bây giờ phần 2 nè. Phần 2 này thì người ta sẽ cho mấy em một cái đề trong cái khung này nè ha. Y như nghị luận xã hội ha. Mấy em học môn văn mà nghị luận xã hội sao đó, thì cái task 2 này y như vậy ha. Đó, nó cho một bất kỳ một vấn đề nào đó để mấy em bàn luận ha, cho nên là nghị luận xã hội. Không có nghị luận văn học đừng lo. Thì đó người ta có thể cho mấy em một cái vấn đề nào đó trong xã hội ha, về môi trường, về kinh tế, giáo dục, về y tế, về năng lượng vân vân ha. Đó, thử cái đề này nè. Một vài người nghĩ rằng ha, nó là tốt khi chia sẻ nhiều thông tin, càng nhiều thông tin càng tốt trong nghiên cứu khoa học, trong kinh doanh và trong thế giới học thuật. Những người khác lại nghĩ rằng cái thông tin này thì một vài thông tin thì quá quan trọng và quá giá trị để mà share một cách là thoải mái ha. Discuss both view and give your opinion. Thảo luận hai cái quan điểm này và cho ý kiến của bạn. Tôi đọc cái đề này tôi thấy mắc mệt quá ha. Bởi vì nó hỏi, tôi thấy là hỏi không là nó thấy nó có vấn đề rồi. Thôi mà kệ đi. Thật ra tôi là bây giờ tôi đang làm nghiên cứu khoa học nè ha. Cái câu hỏi này nó nghe nó sao sao á. Nhưng mà bây giờ thì nó nói chung mới là đọc cái đề người ta kêu như thế nào làm như thế nấy, người ta cho một cái thông tin như thế này hay cho một cái thông tin nền như thế này đó, cho hai cái quan điểm như vậy, người ta kêu thảo luận cả hai rồi đưa ý kiến đó, thì cứ thảo luận cả hai đưa ý kiến. Rồi có đề thì kêu là đưa ra một cái thông tin xong cái hỏi đồng ý hay không giải thích, thì cứ đồng ý hay không rồi giải thích ha. Rồi có đề đưa ra như vậy xong cái người ta hỏi là ý kiến của bạn gì đấy ha, nói chung là hỏi gì làm nấy ha. Thì tóm lại là như nghị luận xã hội thôi đó.
Rồi thì như cái đề này á, mấy em làm sao để được 3 chấm đổ lên ha? Nói thiệt đó, tôi nói mấy em chứ 3 chấm đổ lên thì người ta cho mấy em viết, thậm chí là mấy em viết lạc đề chút xíu cũng được 3 chấm đổ lên rồi ha. Mấy em viết có viết là có 3 chấm, không có nhiều. Ai đó nói tôi là yêu cầu là viết bài này ít nhất 250 chữ đó, thì đúng rồi, 250 chữ để đạt được 6 chấm đổ lên. Còn bây giờ mấy em 3 chấm thì mấy em viết nửa thôi ha, mấy em viết chừng 200 chữ thôi, 150 chữ thôi. Không, mà đừng đếm chữ, đừng có đếm chữ ở cái giai đoạn này, khỏi đếm chữ luôn. Bây giờ như thế này, 3 chấm mở bài, tôi hướng dẫn luôn 3 chấm như thế này, phải có đủ mở bài, thân bài, kết bài ha. Đó, mấy em cứ làm nhào vô làm bài task 2 này trước cho tôi. Mấy em đọc đề xong mấy em sẽ làm mở bài, thân bài, kết bài. Rồi mở bài, mấy em nêu lại cái này ha. Mấy em ghi khác khác, đừng có bắt chước y chang nha. Mấy em đổi đổi chữ này chút xíu ha. Đó, thể hiện cái khả năng mà đổi chữ của mấy em ở paraphrase ha, đổi chữ đổi cấu trúc chút xíu. Rồi cái xong mấy em sẽ nói là tôi có những ý kiến sau đó. Rồi sẽ có đề thân bài, sẽ có mấy đoạn mấy em, 2 hoặc 3 đoạn đúng không? Bây giờ người ta kêu thảo luận 2 ý kiến và đưa ý kiến cá nhân, thì mấy em để một, có thể là 2 đoạn, thì đoạn đầu mấy em cho là thảo luận 2 ý kiến, xong cái đoạn thứ hai mấy em cho là ý kiến cá nhân đúng không? Còn không là đoạn đầu là thảo luận cái vế thứ nhất, đoạn 2 là thảo luận vế thứ hai, và đoạn 3 là ý kiến cá nhân ha. Rồi kết luận thì khẳng định lại cái nói chung mới kết luận, thật ra là một cái sự tóm tắt lại cái bài làm thôi ha. Thì mấy em cứ mở bài mấy em viết khoảng 2 câu, 2 3 câu gì đó. Thân bài thì mấy em viết khoảng 10 câu ha, mỗi đoạn 5 câu. Nãy 2 đoạn không thì mỗi đoạn 5 câu. Còn nếu 3 đoạn thì mỗi đoạn 4 câu ha. Thì mấy em viết môn ngữ văn thì mấy em biết đó ha. Rồi kết bài thì cũng 2 câu, 2 3 câu gì đó ha. Chỉ có viết là được rồi ha. Nhưng mà nhớ là tránh copy cái đề y chang nha, người ta nói mấy em mới là không có khả năng paraphrase á, đổi đổi chút xíu. Ví dụ người ta nói nè, some people believe that it is good to share as much knowledge possible in scientific research, business and academic world, phải không? Nói chung tôi chưa có đụng tới đề này luôn ha. Thì người ta nói là sao, bây giờ một vài người nghĩ rằng nó là tốt khi mà chia sẻ càng nhiều kiến thức trong giới khoa học, trong kinh doanh và trong học thuật. Thì bây giờ mấy em nói nè, đảo ngược lại, trong giới khoa học, trong học thuật, trong kinh doanh có nhiều ý kiến cho rằng, đúng không? There are some ideas that there are some ideas that có một vài ý kiến rằng, rồi thay vì người ta nói là it is good, mấy em nói là it is beneficial, có lợi ích, đúng không? It is beneficial thì nó cũng là it is good đó ha. To share as much information as possible ha. Thì mấy em chỉ cần ghi lại là to, thay vì người ta dùng từ share đúng không, chia sẻ, thì mình dùng exchange, trao đổi ha, exchange more and more knowledge đó. Thay vì người ta dùng information thì dùng knowledge đó. More and more knowledge, càng nhiều kiến thức hơn càng tốt ha. Mấy em cách đọc, cách để mấy em không có phải bắt chước y chang cái đề nè ha, tại vì tôi đang chỉ cái này bởi vì nó là tối kỵ mấy em ha. Mấy em viết là y chang cái này, cái thành ra là cái điều tối kỵ nhất, thành ra tôi phải gán hướng dẫn. Mấy em đảo cấu trúc lại ha, lấy cái phần sau ghi lên phần đầu, lấy phần giữa ghi lên phần sau, nói chung là đảo cấu trúc lại. Rồi cái thứ hai là mấy em đổi từ vựng, dùng từ đồng nghĩa ha, là xong rồi đó, như tôi vừa hướng dẫn vậy đó. Rồi còn thân bài thì mấy em cứ đó, lúc nãy tôi có nói là thân bài thì cái đoạn đầu thì mấy em thảo luận 2 ý, rồi đoạn 2 đưa ý kiến cá nhân. Thì mấy em cứ viết đại đồ, viết đại viết đồ đi, bởi vì 3 chấm người ta không yêu cầu mấy em là phải logic, không yêu cầu mấy em phải viết đầy đủ, không yêu cầu mấy em phải viết hay gì hết. Người ta chỉ yêu cầu mấy em có viết là được rồi, phải không? Mà đừng có viết điên viết khùng mà được rồi, phải không? Đó. Quan trọng là như vậy. Tôi nãy tôi nói sao, đọc đề mà mấy em hiểu được là tôi thấy là đã được 3 chấm rồi đó ha. Đổ lên. Ừ. Rồi tóm lại task 2 thì làm trước nha, như nghị luận xã hội ha, và làm trong vòng khoảng nửa tiếng 40 phút gì đó ha. Ghi viết mấy em viết khoảng cỡ 200 chữ cho tôi. 200 chữ là như thế nào ta? Cái giấy thi á, thì tôi cũng không nhớ cái giấy thi như thế nào nữa. Nhưng mà một cái mặt của giấy thi đó,
Thôi như thế này, một hàng thì cỡ 10 chữ, 12 chữ đó ha. Thì mấy em tùy cái kích thước chữ của mấy em tôi cũng không biết làm sao, để coi có cái ở cuốn này có cái giấy thi, để tôi coi có cái tờ giấy thi không ha. Không có rồi, không có cái tờ giấy thi để cho mấy em coi nó như thế nào rồi. Nhưng mà hồi đó tôi làm thì là cái chữ của tôi một hàng thì cỡ 10 10 12 chữ, thì tôi làm cỡ 20 hàng là nó đã đủ bài này 240 chữ rồi phải không? Ừ. Đó. Rồi thì mấy em cứ nhắm ha, mấy em cứ nhắm vô cái tờ giấy thi, mấy em cứ viết một hàng rồi mấy em đếm có cỡ bao nhiêu chữ ha, rồi mấy em đếm cỡ ba hàng á thì mấy em sẽ lấy trung bình của ba hàng chữ của mấy em mới để ra được cái rồi cái ước lượng rồi mấy em viết ha. Hồi đó tôi viết cái bài task one thì cỡ một trang rưỡi tờ giấy thi, không một trang xong cộng với 1/3 nữa là đủ 150. Còn bài task two thì tôi viết hai trang ha, hai trang bài giấy thi, cái tờ giấy thi đó khác cái tờ giấy thi đại học của mấy em đó. Thì thôi các em tùy cái đó thôi, mấy em vô mấy em tự coi đi ha, mà đừng có quan trọng mấy em ơi, cứ viết càng nhiều càng tốt, bởi vì bây giờ trình độ mấy em không có viết được nhiều đâu ha, cho nên cứ viết càng nhiều càng tốt, nhưng mà nhớ đủ 3 phần mở bài thân bài kết bài. Rồi còn phần task 2 á, cái phần task 2 là tôi nói rồi, còn cái phần xin lỗi, cái phần task 1 ha, đây người ta sẽ cho một cái dạng biểu đồ đó, biểu tròn cột đứng gì đó ha. Rồi hoặc là người ta cho một cái quy trình rồi đó, nói chung là người ta cho một cái hình có số có chữ, thì mấy em viết lại cho tôi ha, mấy em sẽ dùng cái kiến thức của môn gì, môn địa lý ha, để mà viết lại phân tích biểu đồ. Người ta yêu cầu mấy em sẽ viết thành ba đoạn luôn, mở bài thân bài kết bài ha. Có người người hướng dẫn thì có người hướng dẫn là mở bài xong rồi một cái câu tổng quát rồi xong thân bài thì cũng được, nhưng mà theo tôi thì để mấy em khỏi lộn thì cứ mở bài thân bài kết bài luôn ha. Mở bài thì cũng viết lại cái đề này y như task 2 hồi nãy, mấy em viết lại cái đề này, nhưng mà mấy em đừng có dùng chữ y chang ha. Ví dụ người ta nói nè, cái biểu đồ cột phía dưới nè cho thấy cái tỷ lệ những người đàn ông và đàn bà ở trong những cái nhóm tuổi khác nhau mà đã làm những hoạt động thể chất thường xuyên vào năm 2010 ha. Physical đây là thể dục á. Summarize information, tóm tắt thông tin bằng việc chọn và báo cáo những cái đặc điểm chính và so sánh những cái nơi cái chỗ liên quan ha. Thì đề task one này nó sẽ có hai phần ha, phần một là người ta sẽ mô tả cái thông tin của cái biểu đồ, phần hai người ta yêu cầu, thì cái phần hai lúc nào cũng vậy hết á, lúc nào cũng là tóm tắt thông tin chính rồi so sánh ha, so sánh thông tin. Nên nãy mấy em nhìn lại task hai nó cũng vậy thôi, cái ý đầu là cho một cái thông tin nào đó, ý hai người ta yêu cầu ha, thì cái bài task 2 này nó sẽ yêu cái yêu cầu này nó hơi linh hoạt chút xíu, nhưng cũng xoay quanh cái chuyện đưa ý kiến thôi, thảo luận thôi ha, nghị luận mà. Còn đề 1 này thì nó cho lúc nào nó cũng yêu cầu mấy em cứ tóm tắt thông tin chính rồi so sánh ha. Rồi thì đoạn 1 mấy em sẽ viết lại đoạn mở bài á, mấy em phải viết lại cái đề này, nhưng mà mấy em đổi chữ ha, đoạn cấu trúc lại, đổi chữ lại ha. Ví dụ tôi nói là cái biểu đồ thanh dưới đây, biểu đồ cột dưới đây cho thấy tỷ lệ gì gì đó ha, thì thường cái the bar chart này thì mấy em khó đổi lắm ha, cho nên là khỏi đổi luôn ha. Shows thì mấy em đổi thành là illustrate ha, rồi mấy em chắc không biết viết từ illustrate thế nào nữa. Nè thường cái từ show này mấy em phải viết thành cái từ là illustrate ha, sao kỳ vậy. Trời ơi không vi được mấy em ơi ha. Ở đây có cái từ điển hơn quá ha, từ điển nè, illustrate đó mấy em, illustrate là cái gì, minh họa ha, minh họa. Mấy em nhớ là thêm s vô nha ha, tại vì cái biểu cái thông tin của biểu đồ nó này là lúc cái biểu đồ thì nó ở thì hiện tại đơn đúng không, còn những cái thông tin khác thì là cái năm 2010 này là phải là quá khứ đơn, chú ý cái thì nha. Đó
Hồi nãy task 2 á thì không có cần để ý thầy lắm, bởi vì người ta kêu thảo luận cái vấn đề chung chung của xã hội thôi, thì thường là thầy hiện tại đơn ha. Nhưng là khi nào mấy em đưa cái những cái ví dụ ở quá khứ thì đưa quá khứ đơn đó. Học 12 thì sao? Thầy học thầy thì sao thì giờ làm vậy ha. Rồi, mình có sai chút đỉnh không sao. Rồi ha. Show thì chuyển thành cái từ illustrate hồi nãy, cái từ the percentage of Australian men and women thì em đổi thành hả? The proportion of proportion. Đó. Proportion là tỷ lệ nè ha. Rồi đủ rồi đó nha. 3 chấm mà đổi ít ít thôi. Rồi. Xong, thân bài. Bây giờ nhìn biểu đồ này nè, người ta cho cái gì? Hồi đó học môn địa lý thì sao? Ha, nhìn phân tích biểu đồ thì phải nhìn hai cái cột bên đây nó nói gì, rồi nhìn xem cái thông tin ở đây nó cho mấy cột nữa ha. Ở đây đề này nó cho đây là percent, là phần trăm, cái này là theo độ tuổi ha. Còn hai cái hình màu này á, hai cái cột màu này là chỉ nam với nữ. Thì thân bài này mấy em sẽ nói gì? Thân bài này mấy em cũng sẽ làm hai đoạn ha, một đoạn mấy em nói nam, một đoạn mấy em nói nữ. Ha, thì người ta thường viết thân bài hai đoạn, thì cái một đoạn nói nam, một đoạn nói nữ cho tôi ha. Đó, bây giờ nam thì sao, nhìn vô biểu đồ nam coi. Rồi nhìn biểu đồ nữ coi, ở đây nam nữ nó cũng như tương đương nhau và không có gì khác lắm ha. Rồi lấy kiến thức địa ra. Thân bài câu thứ nhất, câu thứ nhất chung chung thôi mấy em, nam nè, 52,8% nam trong độ tuổi từ 15 đến 24 nè, đó không là có hoạt động thể chất thường xuyên ở năm 2010 đó. Mà mấy em gom thông tin lại để nói thông tin chính thôi. Thì bây giờ mấy em làm sao trong cái nam này, mấy em thấy một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, năm cột, sáu cột, thì mấy em không thể mà mấy em nói hết sáu cột này một lần được. Nếu như vậy thì mấy em sẽ rất là dở mà sẽ không có đủ thời gian, đúng không? Mấy em gom lại ha. Ở đây mấy em thấy gì? Mấy em thấy cái nào mà giờ chia sao để được vài ý mấy em? Ý trên 50 được một câu, ý dưới 40 được một câu, và ý ở tầm 40 đến 50 nè được một câu. Đó. Đó. Câu đầu tiên mấy em nói là sao? Cái nhóm tuổi từ 15 đến 24 này có cái hoạt động thể chất nhiều nhất là 52%, 52,8% ha. Rồi nam trong độ tuổi từ 35 đến 44 nè ha, thì có hoạt động thể chất ít nhất là vào khoảng 39,5% ha. Hoặc là 39,5% nam gì đấy ha. Rồi xong cái trong độ tuổi, những cái nhóm độ tuổi 25 đến 35, rồi 45 đến 54, 55 đến 64 gì đấy ha, thì nam có, rồi 65 trở lên nữa thì nam có cái hoạt động thể chất trung bình ha, tức là khoảng là cái số phần trăm nó khoảng bao nhiêu vậy đó. Thật ra tôi nói cái này thì nó cũng đã hơi quá đáng với mấy em rồi ha. Tóm lại mấy em có ghi là có, mấy em chia được hai đoạn nam với nữ, rồi mấy em xong chia ba câu, mỗi đoạn ba bốn câu gì đấy ha, sao mấy em nói được những thông tin chính là được rồi ha, mấy em nói đơn giản thôi ha. Rồi nhưng mà nếu mà không biết thì thôi cũng ghi ghi đại ghi đồ cho tôi ha. Thì 30 52,8% male ha, thì đã hoạt động thể chất thường xuyên vào năm 2010 rồi gì đấy ha. Ghi đại có là được rồi nha. Do tôi cũng hơi gấp mấy em ha, cho nên cũng không có phải là nói cái gì đó nó trôi chảy, nó suôn sẻ lắm, nhưng mà không nói thì tội nghiệp mấy em. Rồi nhào vô tóm lại nè, nhào vô làm task 2 này trước, mở bài thân bài kết bài ha. Thân bài hai đoạn, làm đọc được cái đề hiểu yêu cầu là đạt được 3 chấm đổ lên rồi ha. Viết khoảng một trang rưỡi ha, một trang rưỡi đến hai trang giấy thi. Rồi bài này, bài 1 thì cũng 3 đoạn luôn ha. Mở bài thân bài kết bài, mở bài thì cứ viết lại cái này thôi, đổi chữ chút xíu. Thân bài thì hai đoạn, ba đoạn gì đấy ha, tùy thông tin đề cho ha. Mấy em chia làm sao cũng được ha. Hồi nãy mấy em chia theo kiểu nhóm tuổi trẻ với nhóm tuổi già, hai đoạn cũng được, chia làm sao cũng được hết ha.
cái bài này rất là linh hoạt, em muốn viết sao viết miễn em nói được hết ý chính và có so sánh giữa nhóm này nhóm kia hoặc là giữa nam giữa nữ nào cũng được, có so sánh là được. Còn kết bài thì có nói nhìn chung ha, nhìn chung nữ nhiều hơn nam, nam nhiều hơn nữ, hay là nhóm tuổi này nhiều hơn nhóm tuổi ít hơn ha, so sánh thì là hơn thua mà, nhiều hết hơn bằng kém ha. Rồi số chữ thì 150 chữ, 50 chữ nghĩa là mấy em làm cỡ một trang đến đến một trang rưỡi ha, thì thôi mấy em làm cỡ một trang thôi, còn bên bài 2 mấy em làm một trang rưỡi thôi ha. Hoặc thậm chí ít hơn luôn là được 3 chấm rồi. Rồi đề nói, đề nói thì nó sẽ có 3 phần. Phần 1 là hỏi hỏi đáp những câu rất là thông dụng ha. Phần 2 là sẽ cho người ta sẽ đưa cho em một cái tờ giấy như thế này nè, cho mấy em 1 phút chuẩn bị, xong bắt mấy em nói trong vòng 1 đến 2 phút về cái tờ giấy này ha. Tờ giấy này người ta cho nha, tờ nhỏ xíu vậy đó, cho viết chì muốn ghi gì ghi. Rồi part 3, rồi bắt đầu người ta sẽ hỏi đáp những cái câu hỏi nó hơi có tính chất là xã hội hơn ha, tức là đòi hỏi phải lập luận chút xíu ha. Nói chung phần 3 với phần 1 này nó cũng tương tự, nhưng mà cái mức độ phần 3 này nó sẽ nặng nề cái tính nghị luận xã hội hơn nha. Rồi mấy em để làm được 3 chấm đổ lên thì cứ ráng nghe hiểu người ta hỏi cái gì ha. Không hiểu thì kêu làm ơn lặp lại dùm, please repeat it ha. Đó. Mấy em từ nguyên cái bài thì mấy em sẽ được please repeat khoảng 2-3 lần gì đó ha. Nếu mà mấy em dở dở thì khoảng 2-3 lần gì đó ha. Còn mấy em cứ kêu repeat hoài thì thôi người ta cho về luôn ha. Can you please repeat your question? Lịch sự chút xíu. Can you please repeat your question? Ha. Là bạn có thể lặp lại câu hỏi của bạn không ha? Can you please repeat your questions? Đó. Rồi. Có một cái yêu cầu này mà mấy em phải lưu ý này, cái phần trong cái phần nói thì mấy em nói càng nhiều càng tốt ha. Người ta hỏi gì đó, thì mấy em cứ nói khoảng 3 4 câu gì đó đi ha. Người ta hỏi mấy em ở học gì, học đâu, rồi thích gì đó, mấy em cứ phải trả lời 2 3 câu cho tôi. Ví dụ hỏi mấy em sở what's your hobby, sở thích của bạn là gì ha, hay là what do you do in your free time, bạn thích làm gì thời gian rảnh, thì cứ trả lời là I like reading books ha. Rồi xong nói thêm chứ đừng dừng lại đó. I like reading books ha. My favorite type of book is comic. I like reading in my bedroom before I go to sleep. Đó. Tôi thích đọc những thể loại comic, truyện tranh hay là đọc trước khi đi ngủ. Tóm lại hôm bữa tôi có nói là gì? Phải giải thích hoặc là so sánh hoặc là đưa ví dụ là đã đủ ha, đã đủ cái số lượng câu trả lời rồi. Phần 1 là người ta hỏi khoảng 5-6 câu gì đó, tùy cái mức độ của mấy em ha. Thấy mấy em trả lời được thì hỏi thêm, mà không được thì nghỉ ha, 3 câu nghỉ. Rồi phần 2 này thì người ta cho mấy em 1 phút chuẩn bị ha. Thì thôi trình độ 3 chấm thì mấy em làm ơn, mấy em đọc cái đề xong rồi mấy em cứ nhắm vào những cái gợi ý nè, ở dưới là gợi ý nè, mấy em cứ trả lời hết mấy gợi ý là được 3 chấm rồi ha. Ví dụ nè, mô tả một cái gì mà bạn phải chờ đợi một lâu một người nào đó hoặc một cái gì đó đến ha. Đó, tức là mô tả về một cái gì rồi đó mày phải chờ bạn hoặc chờ cái thứ gì đó ha. Nè bắt đầu ở dưới đây là gợi ý nha mấy em gợi ý, mấy em cứ ghi những cái keyword chính cho những mấy câu trả lời nè. Who or what you were waiting for, chờ ai, mình ghi chữ friend, what thì mình chờ là chờ chờ đi xem phim hay go to the cinema. Rồi how long, chờ bao lâu thì mấy em ghi lại là chờ nửa ngày trời ha. Rồi, why you had to wait for a long time, tại sao phải chờ. Chế ra, chế đại đi, cái này mấy em nói, mấy em quan trọng là chế, có thiệt thì nói, không có là chế ha, không quan trọng cái thông tin, quan trọng em nói thôi. Hả, mà có thông tin thiệt thì dễ nói hơn, còn không có thì chế. Tôi chờ con bạn của tôi cả ngày trời để đi xem phim mà sao nó không đến. Thì tôi chờ hoài, chờ mãi tôi mệt mỏi quá, thì tôi phải là điện thoại cho nó, thì cuối cùng nó không bắt máy, mà mẹ nó bắt máy, nói nó đang ở bệnh viện. Cái xong tôi mới hớt hải chạy đến bệnh viện ha, để coi có chuyện gì thì mới biết là thì ra trên đường đi đến rạp chiếu phim nó bị xe đụng đó. Rồi and explain how you feel, đó cảm xúc, thường người ta sẽ yêu cầu em nói cảm xúc. Trời ơi tôi cảm thấy thật là I feel a lot of I feel very sorry, sorry là tiếc em, thật là đáng tiếc ha.
Hoặc là feel có lỗi là gì? Guilty. Mấy em cảm thấy có lỗi là guilty. I felt. Thí dụ cái này đã xảy ra ở quá khứ thì em thường mấy em dùng thì quá khứ ha. I felt really sorry and guilty for what happened to my friend. Tôi cảm thấy rất là có lỗi và cảm thấy là đáng thương cho những cái điều đã xảy ra bạn đối với bạn của tôi ha. If I hadn't invited her, sorry, if I had not invited her to the cinema, she wouldn't have had an accident. Nếu tôi không mời nó đi xem phim thì nó chẳng có phải bị xe đụng đâu ha. Thì người ta sẽ yêu cầu mấy em nói trong vòng 1 đến 2 phút, mà thôi mấy em không có ý thì nói khoảng 1 phút hoặc là dưới 1 phút một chút cũng không sao đâu ha. 3 chấm mà. Hiểu đề, có nói là có 3 chấm đổ lên. Rồi xong. Rồi sau 1 phút thì sẽ khá nhã xịt. Nói chung là mấy em đừng có lo về mặt thời gian nha. Thì tự động mấy ông giám khảo sẽ nhắc mấy em nói nhiều quá thì tự động mấy ông ngắt. Rồi mấy em nói ít quá thì mấy ông cứ nhìn nhìn mấy em vậy đó ha. Cứ nói tiếp ha. Chừng nào ngắt thì thôi. Đó, cứ nói càng nhiều càng tốt. Mà đừng nói điên ha, nói tập trung vô mấy cái ý chính trả lời câu hỏi. Phần 3 này thì giống phần 1 ha. Phần 3 này cũng hỏi mấy câu hỏi nhưng mà nó sẽ hỏi mấy câu đề về sao? Vấn đề về xã hội hơn ha. Ví dụ người ta hỏi mấy em là bây giờ mấy em cảm giác cái vấn đề mà thi cử nó có áp lực cho học sinh hay không ha. Mấy em phải trả lời là yes thì mấy em giải thích ra yes thì tôi bây giờ tôi ngồi để thi IELTS này tôi cảm thấy rất là áp lực. I feel really pressured when I sit here in front of you to take a test. Đó. Tôi rất là áp lực khi ngồi đây trước bạn ha. Đó. Rồi mô tả ra ha. Rồi tôi cảm thấy áp lực. Rồi xong tôi nghĩ là mọi kỳ thi nào đó nó cũng sẽ có áp lực như vậy học sinh ha, bởi vì học sinh phải ôn bài rồi phải sợ những cái rủi ro rồi xảy ra ha, vân vân. Thì đó giải thích ví dụ và so sánh ha, cái nào cũng được là mấy em đã đủ phát triển ý rồi. Thường cái chủ đề của phần 3 này nó sẽ liên quan đến cái phần 2. Thí dụ phần 2 nãy mình điền hỏi về cái vấn đề là chờ đợi thời gian gì đó phải không? Thì phần 3 người sẽ hỏi về arriving early là hỏi về khi nào tức là khi nào đi cần đi sớm đi trễ về muộn gì đó ha. Be impatient là khi nào cần cái sự kiên nhẫn chờ đợi ha. Thì nói chung phần 3 này nó cũng sẽ hỏi liên quan một chút đến phần 2 nhưng mà mấy em cũng không cần để ý ha. Thì cứ là trả lời thôi, hỏi gì trả lời nãy thôi. Yên tâm, tóm lại là yên tâm. Đối với phần kỹ năng đọc và kỹ năng viết, xin lỗi, kỹ năng nói và kỹ năng viết á. Như tôi đã nói, mấy em hiểu được người ta hỏi cái gì là mấy em đã được 3 chấm rồi ha. Có viết, có nói là được 3 chấm rồi ha. Hả? Đừng lo. Và hiểu một sơ sơ những cái gì tôi giải thích nãy giờ là được 3 chấm đổ lên rồi ha. Có bạn á, rủ bạn thực tập một hai cái đề ha, thì tôi có để cái đề này ở đây nè, mấy em có thể làm cái đề này ha, các em pause màn hình lại ha, mấy em làm. Rồi tạm biệt nhé. Clip tiếp theo, những clip tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cái ngắt cái kế hoạch lên kế hoạch để học 4 năm đại học để đạt được anh văn đầu ra, rồi có thể là clip nữa về những cái trường hợp tình huống xảy ra ở cái đợt thi tiếng Anh đầu ra ha, vân vân. Ok, chào mấy em, tôi đi học đây, bye bye.